Hello, xin chào mọi người. Thì hiện tại mình đang ở Cam Ranh, Nha Trang. Tại đây thì đang tổ chức sự kiện sinh nhật Moto VTC. Năm ngoái thì cũng tổ chức tại đây, năm nay tổ chức lần nữa. Thì mình đang ở khu resort Windham Grand. Đó, thì nhân tiện mình sẽ review cho các bạn luôn khu resort mình đang ở nhé. Đi. Khu resort này thì rộng khoảng 500m2. Đằng trước này thì có một cái khoảng trống để ngắm ra ngoài đường. Khu resort này thì một căn có 4 phòng ở, mỗi phòng thì có 2 giường. Bước vào thì đây là khu nhà vệ sinh chung. Đó, nhà vệ sinh chung thì trông rất là sạch sẽ, tươm tất. Có cái bồn rửa mặt và cái bồn cầu, và có cả cái phòng tắm kính nữa. Trông nó cũng nhỏ nhỏ nhưng mà cũng tươm tất, gọi là sạch đẹp hơn phòng vệ sinh của mình. Tiếp tục, ở giữa cái khu này thì chính là cái bể bơi chung của 4 phòng. Cái bể bơi rất là rộng, được lọc liên tục. Đó, có 2 cái giường nằm thư giãn ở 2 bên bể bơi. Đó. Thì đây cho các bạn xem căn bếp và cũng là nơi sinh hoạt chung của 4 phòng. Đây là khu bếp này, có 6 cái ghế, 1 cái bàn chính giữa, đèn rất đẹp. Đây là đảo bếp, đây là đảo bếp để nơi khu vực nấu nướng này. Đây nữa, đồ đạc thì cũng không có gì đâu, chưa có gì cả. Thì đây là căn mới. À đây có mấy cái cốc này, các loại trà túi lọc đúng chuẩn 5 sao, tiêu chuẩn 5 sao đấy mọi người ạ. Cái mời bia, khui rượu. Đây là một cái máy pha cà phê này, tủ lạnh thông minh, ngăn trên làm đá, ngăn dưới làm mát. Đó, đây một cái tủ lạnh thông minh, trên này không có gì. Đây là khu vực để rửa bát. Khi mà bạn rửa bát thì bạn có thể ngắm sang bên đây là view nhà hàng xóm mọi người ạ. Đó, đây úp bát ở đây. Bếp thì có tận 4 cái, bếp từ 4 cái. Còn lại thì xung quanh đây là tủ để đựng rất nhiều đồ. Nói chung là trong này không có gì hết. Đó. Đây là một cái lò vi sóng. Thế rồi, trong khu bếp thì... Đây, sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh là phòng sinh hoạt chung, không gian sinh hoạt chung cho tất cả mọi người. Mọi người có thể quây quần đây và xem phim cùng nhau. Đó. Buổi tối thì có thể nằm đây, các cháu thiếu nhi nằm đây xem phim các thứ cùng nhau đến đêm chẳng hạn. Và ra ngoài này đó chính là một cái view nhìn ra sân golf của khu resort. Cái sân này rộng lắm, cũng phải tầm 100m2 mọi người ạ. Buổi chiều thì hay thấy các bác các chú đánh golf ở đây này. Sân này cực kỳ rộng mát, và nếu mà các gia đình có thể đứng ở đây nướng BBQ chẳng hạn này. Đây, đứng đây nướng BBQ thịt nướng rồi thì mang vào bếp ăn. Đó, cái sân này rất là rộng và hàng sáng sẽ có một cái vòi tưới nước ở đây. Nó tưới khắp cái bãi cỏ này. Ở đây sáng sớm người ta có bơm nước tưới cỏ tự động này mọi người. Đó, rất là hay, giữ cho cỏ luôn luôn là tươi. Đấy, cái view này nhìn ra sân golf và góc này là sân bay Cam Ranh. Đi, mình sẽ cho các bạn lên nhìn căn phòng của mình. Thì căn này có 4 phòng.
một phòng ở bên dưới, phòng chính, và ba phòng ở bên trên. Đây chính là cái view nhìn xuống khu bể bơi, trông rất là đẹp. Thì cái khu resort này bao gồm rất nhiều các cái căn villa, mà căn nào cũng khoảng tầm 500 m2 đó, các căn đều giống nhau hết, nhìn thấy nhau hết này. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem phòng của mình. Xin mời vào. Đó, đây, xin lỗi các bạn vì nó hơi bừa bộn, tại vì ở từ hôm qua rồi, nhưng mà hôm nay mới có thời gian review. Đây chính là hai cái giường, giường đơn, giữa có một cái bức tranh sơn dầu hay là bức tranh gì đó. Wow, nhìn quả mái ấy, rất là đẹp. Đây có một cái tivi thông minh. Còn đây nữa, cái đồng hồ này có một cái chức năng, đó là sạc không dây, rất là hay nhá. Đó, hay không? Thì cái căn resort này, à cái khu villa này rất là tiện nghi. Đó, đây chính là cái view, view nhìn xuống con đường. Con đường này thì là con đường chung của tất cả các cái căn villa ở đây, tổng hợp rất nhiều các cái căn. Đây cũng có trà vậy. Đây, và mình review cho các bạn cái phòng tắm. Phòng tắm này thì trông có vẻ như là đẹp hơn phòng tắm ở Vinpearl Nam Hội An. Đây có một cái bồn tắm. Đây là cái khay, ví dụ như mình có thể ngâm bọt xà phòng trong ngày, thả vài cánh hoa hồng và để đồ ăn lên đây. Đó, ngồi thư giãn. Ở đây thì có hai cái bồn rửa mặt và tất cả các thứ cần thiết để mà đi nghỉ dưỡng. Đó, từ bàn chải đánh răng này, dao cạo rồi thì các loại dầu tắm, sữa tắm thứ. Bật hết cho các bạn xem nhé. Đó, sáng. Dưới này thì có một cái cân. Mình không biết người ta để cái cân trong khách sạn để làm gì, chắc là để mọi người ăn sau đó cân xem mình có lên cân không, để rồi mà lại. Đây thì có một cái bồn phòng tắm bằng kính, vòi hoa sen, phòng vệ sinh đây thì cũng bé thôi nhưng mà đầy đủ, có vòi xịt, có giấy lau và khép được cái cửa này cho đỡ mùi ra ngoài khi mà có người khác tắm cùng bên. Hai người ngồi đây có thể nhìn nhau tắm. Trong này nữa, trong này thì đó, mở ra là có đèn luôn. Trong này có một cái máy sấy, một cái bàn là, cái bàn là những người mà hay mặc vest hay là công sở nó rất quan trọng, bởi vì người ta có thể là phẳng phiu những cái bộ vest hay là những cái sơ mi của mình. Một bộ áo tắm nữa này và hai cái ô. Đây có một cái để cọ giày. Đó, đầy đủ tiêu chuẩn, tiện nghi 5 sao. Đó, chung là hết rồi. Phòng tắm trông cũng rất là đẹp, tiện nghi. Đó, ok. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và bây giờ mình sẽ đi sinh nhật câu lạc bộ mô tô VTC, và sẽ có hơn 500 anh em trên cả nước về đây tham dự. Có rất nhiều những chiếc mô tô phân khối lớn khủng tụ họp tại đây. Chào các bạn nha.